Chào anh Bằng, chào các anh chị em. Nghe anh Bằng, nghe em anh Bằng. Thì trước tiên thì mình cũng xin chân thành chia buồn nhân dân miền Trung, gia đình các anh em chiến sĩ mất mát trong cái sự hy sinh trong cái bão lụt này, thật sự mà rất thành kính phần ưu. Thật sự ra thì miền Trung với anh thì mỗi năm trước đây khi mà đất nước chưa thống nhất công nữa thì miền Trung là một nơi mà gọi là gánh nặng nhiều cái sự thiên tai nhất, mà bây giờ nói chung là đất nước hòa bình rồi đó, thì miền Trung chỉ còn gánh có một cái thiên tai đó là bão lụt. Nhưng mà trước đây á, trước khi mà Việt Nam đất nước chúng ta chưa thống nhất đất nước thì miền Trung là gánh hai cái thiên tai nặng nhất là chiến tranh và bão lụt. Tôi nên làm một người đứng trên một cái quan điểm mà tôi nhìn một người mẹ mà Việt Nam ở miền Trung đó, rất là cực khổ vất vả, là trăm cả một cuộc đời hy sinh cho đất nước, hy sinh cho con cái, cho gia đình. Đó là người mẹ miền Trung. Tôi đánh giá cao người mẹ miền Trung ở cái chỗ đó. Thì thường thường mà cái đã nói là cái bọn mà ba sập mà gọi là đấm ngực, cái bọn mà đóng ngực, ba sập đóng ngực thì ở hải ngoại đó, thì bọn nó là luôn luôn lúc nào cũng là xuyên tạc mọi vấn đề, xuyên tạc về lịch sử, xuyên tạc về cuộc sống người dân, xuyên tạc về những là cán bộ lãnh đạo hay là cán bộ là chiến sĩ ngành công an, quân đội nói chung. Đó là cái tư duy và cái tư chất của một con người, cái lũ mà là không có nhân tính, không có nhân bản, cái lũ mà gọi là không có tổ quốc, là quê hương là ở chỗ đó. Chúng nó lúc nào cũng mà bảo rằng là ơi thế là cộng sản, là theo Tàu mà là cộng sản này. Bây giờ tôi không anh Bằng hay là anh chị em cho tôi phân tích một cái là rất là logic có cái chỗ này. Vậy thì bây giờ trước mà cái ngày 30 tháng 5 mà cái lũ mà gọi là ba sập đu càng nó bỏ chạy á, khi nó qua đến Mỹ á thì nó sống như thế nào, tôi phân tích cho các anh chị em biết. Cái thứ nhất là nó củng cố lại cái lực lượng đó để nó nghĩ rằng là nó sẽ phục quốc được, nó nghĩ rằng là người Mỹ sẽ bảo trợ cho nó để phục quốc, để chiếm lại miền Nam Việt Nam, chiếm lại Việt Nam. Nhưng mà hiểu thế này, những cái nước phương Tây á, hay là những nước Mỹ trước đây á, dựng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là Tây sai, mà cái chế mà chính quyền Mỹ thực dân Pháp họ đã là viện trợ đến biết bao nhiêu tiền mà chúng nó còn đi thua cộng sản. Thua ở chỗ này là vì cái chế độ Việt Nam không có chính nghĩa, cái chế độ Việt Nam nó đặt trên một cái sự gọi là gia đình trị, tất cả là tham nhũng, tất cả là đàn áp nhân dân, đàn áp sự đối lập và đàn áp tất cả những người yêu nước. Cho nên cái chế độ đó nó được không được lòng dân. Và tại sao Đảng Cộng sản họ thành công ở trong là thống nhất đất nước? Đó là Đảng Cộng sản họ đi theo một cái chiều dài của lịch sử, những cái hành động của họ, họ đứng lên, nó đi đúng theo cái lòng dân để mà thống nhất đất nước, đánh đuổi ngoại xâm. Cho nên vì cái chỗ đó 45 năm qua cái bọn hải ngoại nó luôn luôn lúc nào cũng mang trong tư tưởng là hận thù chế độ. Là vì tại sao nó hận thù chế độ? Tại vì chính cái chế độ của nhân dân dựng nên và tạo nên để Đảng Cộng sản làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đuổi những cái bọn này, đánh đuổi những cái bọn mà thờ ngoại bang, rước ngoại bang vào để gầy xéo trên đất nước quê hương chúng ta. Cho nên vì cái chỗ đó khi mà chúng nó chạy ra được nước ngoài và đồng thời chúng nó lưu vong ở nước ngoài sau cuộc chiến đó kết thúc thống nhất đất nước, chúng nó luôn luôn cho rằng là Việt Nam chúng ta là theo Tàu, là ngã theo Tàu hay là ngã theo ốc tứ ở chế độ nào. Nhưng mà bây giờ các anh ấy thấy như thế này, tôi không thích thế này. Chính cái bọn nó hiện nay ở tại nước Mỹ đó, ở trên cái áp chiến lược USA chúng nó, cái dân tộc Việt Nam chúng ta có Đền Hùng, có Lăng Hồ Chủ tịch, có tất cả những cái vị tiền nhân hy sinh vì cho đất nước này. Còn ở chúng nó là gì? Chúng nó lấy cái mảnh đất của người Hoa, của người Tàu nha,
chúng nó được người Tàu cho một cái mảnh đất rất là nhỏ để làm cái gì, để làm cái tổng hành dinh, cái là rồi được cái là những cái bọn người Tàu á cho nó một mảnh đất nhỏ để thờ Đức Trần Hưng Đạo, cho cái mảnh đất rất là nhỏ để làm một cái chỗ thờ phụng Vua Hùng. Vậy thì có phải chúng nó chính là những thằng tôn thờ bọn Tàu, làm là lệ thuộc bọn Tàu không? Nếu mà bọn Tàu Phước Lộc Thọ nó đủ một cái là khi là tụi nó không có cái gì nữa, thấy không? Nếu một người da trắng hay là một người quốc người ta đi về Việt Nam, người ta nhìn thấy ô đây là lăng chủ tịch, đây là Vua Hùng, đây là các những cái miếu, những cái gì mà tôn thờ những cái bậc tiền nhân đã khai sáng ra đất cái dân tộc Việt Nam này và đã đóng góp ngã xuống cho dân tộc Việt Nam này để được ngày hôm nay. Còn người ta đến Phước Lộc Thọ, người ta đến cái thủ phủ, cái đám mà lưu vong tàn quân Việt Nam Cộng Hòa, cái đám tấm ngực đó, thì người ta nhìn cái gì? Ta nhìn đó là bản chất nô lệ rồi. Nô lệ từ bọn Tàu mà, thấy không? Nhưng mà tụi nó vẫn lúc nào cũng bảo là nô cộng sản như thế này, cộng sản như thế nọ. Mà chính một cái rất là nguy hiểm mà tôi muốn nói cho cộng đồng bà con Việt Kiều ở hải ngoại hiểu như thế này nè. Tại sao cái sự phát triển ở tại Busan hay là tại phát triển tất cả những cái gì mà ở trên cái thế giới này toàn là người Tàu họ xây dựng hết và họ kinh doanh, họ làm chủ hết để cho cái đám mà gọi là người Việt Nam mình thuê lại. Mà khi mà người Việt Nam nha, người Việt Nam mà phát triển về kinh tế là tụi nó đi biểu tình, nó tại sao không chưng cờ là ba sọc hay là cái đất đó, là vì mục đích đó, mục đích của nó nhận tiền của người Hoa để mà đánh phá sự phát triển của người Việt ở tại hải ngoại. Tôi nói các anh chị em có đồng ý không, cái sự phân tích tôi các anh chị em có đồng ý không, tại sao người Việt bà con cộng đồng ở hải ngoại người ta cố tâm người ta làm ăn để người ta phát triển cho đời sống và người ta phát triển cho đất nước, tạo một cái giao thương giữa trong nước và ngoài nước, nhưng mà chúng nó là đi đánh phá. Nhưng mà ngược lại cái bọn Tàu á, cái bọn Tàu á xây dựng thì tụi nó không phá, tại vì sao? Tại vì tụi nó nhận cái tiền sự trợ giúp của cái bọn này, theo đó chứng tỏ ở bên Phước Lộc Thọ. Em xin anh Phú, anh cứ nói giúp em nhé, em chỉnh cái máy lạnh xong máy này lại không chạy. Các anh chị đồng ý không? Đấy, cho nên chúng ta thấy nhìn thấy được cái bản chất của cái bọn mà gọi là ba sọc nắm ngực á. Thay vì của người ta Chúa dặn rằng là khi á mình làm cái lỗi gì mình phải nắm ngực mình để mà mình xin tạ tội, nhưng mà đây nó không nắm ngực đó mà nó nắm ngực người khác. Có nghĩa là gì? Cái đó là muốn đổ tội cho người khác. Đó các anh chị, đó là tôi phân tích một cái nè. Bây giờ anh nói cho nghe thằng Messi là thôi xin lỗi là dùng cái từ mày là Messi là bạn, nói là ở Bình Thuận. Bạn biết Bình Thuận mà cái lúc mà coi là đại tá tỉnh trưởng Ngô Tấn Nghĩa không? Đó. Ngô Tấn Nghĩa trước khi cộng sản chưa vào cái thị xã Phan Thiết là Ngô Tấn Nghĩa đã bỏ chạy rồi. Đó bỏ chạy rồi. Đúng không? Còn cái chết của ông Bỉnh á do ai giết không? Do đại tá Nguyễn Tấn Nghĩa giết chết. Nhưng mà tất cả khi mà người ta đi điều tra thì chỉ là đổ tội cho cộng sản giết. Xong hàng. Thì bạn thấy rằng cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa nó như thế nào? Bạn là người Bình Thuận, tôi nói cho bạn hiểu ở chỗ đó. Phải không? Cho nên bạn bớt đi. Bạn đừng có lên là bạn bảo rằng là tôi là gia đình cách mạng hay là kia. Bạn gia đình cách mạng, ba của bạn hy sinh ở địa điểm nào bạn nói tôi nghe coi. Nói gì tới Bình Thuận là bạn không bao giờ chạy thoát tôi đâu. Cho nên tôi mới nói như thế này, cái bọn mà rồi bây giờ nó truyền cái độc lại cho những cái thế hệ gọi là F2 hay là F3 đó, nó cứ nghĩ rằng là chúng nó sẽ trở về phục quốc, sẽ được là Mỹ hay là được Anh hay là Pháp gì hỗ trợ được cái xưa lắm rồi các cháu các con, tại vì người ta đã nhìn thấy được tại sao cộng sản người ta duy trì được một đất nước mà đưa đất nước phát triển đến ngay là vì người ta có chính nghĩa và người ta được một cái lòng dân ủng hộ cái chế độ đó, để mà cái chế độ đó thay người dân để giữ nước và dựng nước để phát triển đất nước. Còn ngược lại cái bọn ba học, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, cái bọn tấm ngực đó, là người ta đã nhìn rõ cái bản chất của nó rồi. Chính họ đã làm cho người Mỹ, làm cho đất nước Mỹ phải mang nhục vì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
người ta đã trang bị biết bao nhiêu là tặng ra, biết bao nhiêu là tiền tỷ họ đổ vô cho cái chính quyền Việt Nam mà tại sao phải thua? Tại sao phải thua? Mà Việt Nam Hòa là lúc nào cũng vỗ ngực là tôi là một quân đội đứng hàng tư thứ nhất, mà người một quân đội của Mỹ, nhà là chế độ của Mỹ là một cường quốc đứng được thứ nhất, mà tại sao phải thua người cộng sản? Tại sao phải thua nhân dân Việt Nam? Cái đó là cái sự nỗi nhục nhất cho những nước phương Tây mà có liên hệ vào trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Đó là một vết thương đau nhất khi mà người Mỹ họ thấy cái đám lưu vong mà nó mang cái cờ vàng ba sọc đỏ đi ra được. Đó là khơi lại một cái đau thương nhất của dân tộc Mỹ, của nhân dân Mỹ. Đấy. Đó, bây giờ tôi chứng minh cho tôi thấy đó. À, lúc, cho nên là ai là người làm nô lệ cho Tàu? Có phải là cái đám ba sọc ở tại Cali không? Có phải là đám ba sọc ở tại Cali không? Đấy. Đó, anh tới Phước Thọ, khi nào anh qua Mỹ anh thăm con, anh đến Phước Thọ thấy không? Cái đám ăn ở dơ khủng khiếp luôn, cái đám ở tại Phước Thọ. Mà sáng ngày là mấy ông ra rồi quýnh cờ tướng, phun phẹt, quýnh bài, sóc bầu cua, phun phẹt, rất là dơ bẩn. Móc túi nè, anh xin tiền không cho, nó rọc xe của anh nè, nếu mà anh đi xe xịn nha, nó rọc xe của nó là một cái gì, gọi là một sự lưu manh mà nó đâu phải là, đó là may là chỉ là một cái chiến lược của cái đám ba sập đó, mà nó đã cái tệ nạn đã như vậy rồi. Anh thấy chưa? Đấy, rồi nếu như mà bọn Tàu á làm phật ý bọn Tàu nó đuổi mẹ đó, vậy thì vua Hùng cái miếu mà nó thờ vua Hùng nó nằm ở đâu, rồi cái tượng Tàng Hưng Đạo nó dọn đi đâu? Một con người mà không có một đất nước, không có người dân, không có đất nước, không có chủ quyền, mà nó giảm bảo rằng là đảng cộng sản là làm mất nước hay là nô lệ Tàu, mà trong khi người ta là gì, người ta có chủ quyền, người lá cờ người ta được tung bay giữa Liên Hiệp Quốc, các nước người ta có đại sứ quán, à, người ta có dân, có đất. Còn cái bọn này coi như tôi hỏi anh, đi biểu tình mà chỉ có đâu có mấy ngàn đô la mà phải đi thiếu nợ người ta nữa, thì tôi hỏi mày nó làm cái gì mà gọi là đi phục quá. Mấy thằng này là nó ngáo nữa, mấy cái thằng mà gọi là ba sọc mà đấm ngực nó rất là ngáo. Rồi thêm những cái bọn mà dâm chủ cuội, cái nghĩ rằng ô tụi đó là chắc Mỹ ra đứng sau lưng, ngu rồi đứng sau lưng Việt Nam, mà đừng có đứng sau lưng là để chi, để nó phát mì gói cho tụi bay ăn, cho cái đám cái là lưu vong ăn. Nó cũng như nó nuôi con chó, mà khi mà con chó không còn tác dụng nữa, nhưng mà vì tại sao nó phải nuôi? Tại vì nó cảm thấy rằng dù sao nữa nó mang cũng còn mang cái nhân tính của con người, nó nuôi cho ăn để sủa dùm cho nó. À, đó là gì? Đó là cái sự nhục nhất của cái đám Việt Nam Cộng Hòa, cái đám ba sọc nắm được. Đúng không? Cho nên chúng ta phải thấy rằng, cho nên tụi nó bảo rằng là cái như thằng Bicep thì là những cái thằng mà Messi, là những cái thằng Kiên Giang, là những cái đám gọi là lưu vong ở nước ngoài, hay là cái đám ở trong nước chủ cuội, nó bảo rằng là tôi đâu có đồng ý đảng cộng sản. Người ta cả một cái nhân dân, cả một cái dân tộc này, người ta đồng ý đảng cộng sản lãnh đạo, thay mặt nhân dân lãnh đạo. Tại vì trong quá trình của lịch sử, đảng cộng sản là một người duy nhất, một đảng duy nhất đánh được thực dân, đế quốc, phát xít, Trung Quốc và giải phóng dùng cho đất nước bạn Campuchia. Đó là một cái sự kim chỉ nam mà dân tộc này ủy quyền cho đảng cộng sản, họ lãnh đạo đất nước như thế này mới được ngày hôm nay. Chứ đâu có cần tụi bay không thích gì. Tôi nói thật anh, tôi mà nhà nước hả? Dở thằng Messi là những thằng nào đó không thích ta, tôi chở ngay tới biên giới Thái Lan, tôi đạp cho nó qua khỏi biên giới Thái Lan, rồi tụi mày sống đi. Tụi mày sống ở đất nước dân chủ đi, tụi mày mới sẽ biết được. À, tụi mày qua đó, từ ở Thái Lan rồi tụi mày làm như thế nào mà tụi mày làm sao á, rồi tụi mày kiếm đường đi qua Mỹ đi, rồi tụi mày sẽ sống như thế nào mà tụi mày sẽ biết được như thế nào. Ở đâu phải làm ăn, ở đâu cũng phải là thực hiện theo cái hiến pháp và luật pháp của nước sở tại đó. Chứ không có thằng nào mà cho không tụi bay hết. Đó, tụi bay đừng có nghĩ là những cái người Việt Kiều mà ngày hôm nay người ta thành công hay là có tiền, là người ta phải đổ xương máu biết bao nhiêu năm qua, mấy chục năm qua người ta mới có. Còn tại sao có những thằng nghèo thì cũng như người dân ở trong nước, tại sao những người dân người ta giàu có, và tại sao có những người mà không đủ ăn đủ mặc? Mà không đủ ăn đủ mặc thì tụi bay là bảo là tại chế độ. Chẳng gì khi mà cha mẹ mày sinh mày ra là cha mẹ mày nghèo rồi mày chửi cha mắng mẹ mày lại, mày bảo là tại sao ông sinh tôi ra, bà sinh tôi ra để làm cho tôi nghèo tôi khổ.
đúng không? Như thế. Ok, thôi em xin nói thế thôi để cho người Vâng, khác lên bây giờ này đó. anh Phú, anh ngồi đấy, tức là bọn ở Dạ. đây em hôm nay em cũng muốn nói về về cái bọn mà chống cộng cực đoan và cái bọn dân chủ cuội, chúng nó xuyên tạc ngay kể cái gia đình coi như thiếu tướng mẹ mà ông này là phó tư lệnh quân khu 4 mà vừa rồi ông ấy mất, tức là chúng nó xuyên tạc là ông ấy có cái cổ phần ở trong mấy cái công ty thủy điện và nhà ông ấy thuộc giàu có được biệt phủ như này khác, thì phóng viên của báo Tiền Phong người ta đi người ta khảo sát cái nhà ông Ben này và người ta viết bài và một bạn bạn đã gửi cho em, thì em xin xin đọc cho tất cả các anh chị em xem những cái sự điều tra thì của cái phóng viên báo Tiền Phong thì đó là em nói với anh bằng trước đây tụi nó cũng siêu tạc ông Nguyễn Tấn Dũng, nó chụp cái ngôi nhà ở đâu ở bên châu Âu này xong nó bảo là ngôi nhà của Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi nói anh là cái bọn này là mẹ, cái bọn này nó không có não trạng, cái bọn này là tại sao nó là kẻ thua trận, mà nó thua trận rồi là lúc nào nó cũng phải tìm cách để bôi xấu người thắng trận. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi cho rằng ông tướng đó ông giàu có sao đâu, tại sao thằng Tấn Thum nó giàu, tại sao gia đình bút cha bút con nó giàu, tại sao thủ tướng Đức nó giàu, hay là những không cái thủ cái tướng chuyện khác cũng khác. em nói anh ấy, ông ấy giàu giả sử ông có giàu cũng hiển nhiên thôi, vì thực tế ra một cái biệt phủ ở cái đất Quảng Bình ông ấy có bán đi cả cái tài sản ông ấy cũng không được một bằng một cái căn nhà của một cái thằng dân thường như em Đúng, ở quận nhất nhưng mà thành tại tụi phố nó lúc nào tụi Hồ nó Chí Minh, tại lúc coi nào như cũng xuyên tạc. lúc nào chúng nó cũng xuyên tạc, tức là có những cái căn nhà người ta giao coi như là 80 tỷ ở ngoài nội chúng nó chụp ở đấy ra là nó bảo đây nhà của ông Xô ấy, là cái ông người phát ngôn của cái bộ công an đấy, và nó xuyên tạc rất kinh khủng. Nhưng ở đây trường hợp cụ thể nó xuyên tạc tướng Men, mà tướng Men đã mất rồi, thì em xin xin tất cả các anh các chị em đọc cái bài về phân tích của cái phóng viên báo Tiền Phong. Vâng, tức là chúng nó nói là thủy điện của ông Men nó xuất phát từ việc tìm kiếm chủ sở hữu của thủy điện Rào Trăng Ba, thì ra công ty cổ phần đầu tư vào đường Nguyễn Nghị, phường Nam Lý, Đồng Hới của mình, và báo chí đã đăng ông Men ngụ phường Nam Lý nên người ta suy diễn rằng giám đốc của tư vấn Trường Sơn là Nguyễn Văn Lợi, hàng xóm của ông Nguyễn Văn Men, có bà con họ hàng. Rồi người ta suy luận bệnh địa chỉ của công ty Trường Sơn trùng với địa chỉ của nhà ông Men nữa cơ. Mình cùng đồng nghiệp Tiền Phong đi xác minh thì ra Nguyễn Đại Lợi trả bà con họ hàng chi với tướng Men. Nguyễn Đại Lợi quê ở huyện Quảng Ninh, quê ông Men quê gốc ở Thuận Lý, nay là Nam Lý, Đồng Hới. Nhà ông Men nằm trong một con hẻm nhỏ và cụt. Bố mẹ ông sinh ra 6 anh em, ông Men là con út được cho ăn học và đi lính trưởng thành từ lính tham mưu tác chiến. Các anh của ông Men làm việc ở quê nhà, không ai liên quan đến bất cứ việc làm ăn với thủy điện nào. Họ bán cháo canh, tức là họ bán cháo canh ban sáng, buôn bán ở nhỏ chợ. Vợ ông Men thì không có mẹ già, một người vợ tần tảo không biết đi xe máy. Ông Men là con út nên ở nhà hương hỏa ông bà. Hồi ông chưa lên tướng thì làm ăn nhà 2 tầng, tức có nhà 2 tầng, đất không lớn, có sân đỗ ô tô sâu trong hẻm cụt. Không hay là mấy ông anh cứ biểu góp tiền làm cái cổng cho bệ vệ, giờ lên mạng nói là dầu nứt đố đổ vách, dầu ấy là từ thủy điện. Nhà của ông nằm trong con hẻm sâu hoắm, chỉ một làn ô tô đi được, hai chiếc đấu đầu là chịu, vách nhà ông là đường tàu cách Bắc Nam. Ông làm quân đội, hàng thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng rồi phó tư lệnh quân khu 4, lên tướng thừa sức soạn việc cho vợ, thừa sức xin việc cho con cháu, nhưng cả đằng nội và đằng ngoại chỉ có một đứa cháu vào quân ngũ do tự lực cánh sinh. Chúng mày sổ ở Tôi đây. nghĩ như thế này, nhưng mà cái chỗ đó, có nhiều khi những người dân của mình không? Hay là những cái bọn mà dân chủ cùi á, nó xuyên tạc, và đồng thời nó đặt một cái vấn đề rất là ấu trĩ và vu vấ. Tôi nói thí dụ bây giờ tôi nói như cái này, một vị tướng hay là một người cán bộ đó, người ta làm giàu nhưng người ta không vi phạm về pháp luật, người ta có quyền làm giàu mà, còn cái vấn đề người ta đóng góp cho xã hội, cho nhà nước, đóng góp những gì cho nhân dân, người ta đó là cũng là một công chức thôi, người ta là một công chức, người đảng viên cũng là một công chức. Nhưng mà ngược lại vợ con người ta hay là gia đình người ta có cái tư duy người ta làm ăn, người ta làm giàu, cái chuyện nó không không vi phạm pháp luật. Tôi nói ví dụ như vấn đề này, bây giờ một ông tổng thống, ví dụ bây giờ tôi nói ông tổng thống Trump đó, ông Trump hay là tất cả những đời tổng thống khác, hay là tất cả những cái gọi là nguyên thủ quốc gia,
những cái cán bộ cao cấp của những nguyên thủ quốc gia kế tư bản, tại sao họ giàu? Tại vì họ giàu là họ bị truy tố hay sao? Là vì họ có tư duy làm ăn, họ có những cái gọi là những cái gì đó họ làm ăn, nhưng mà họ không vi phạm về pháp luật, đúng không? Thì tại sao mình phải, thì tôi nói anh, cái bọn nghèo hay là cái bọn mà thua trận lúc nào nó cũng nhìn ở đó để mà nó xỉa số hay là đặt một cái sự nghi ngờ tham nhũng người kia tham nhũng, cái đó là cái gì? Cái đó là cái sự bất tài vô dụng của những thời, những cái loại mà thua trận lưu vong. Bây giờ nhìn ra đi, giờ tôi nói anh nghe là bây giờ tôi phân tích giữa hai chế độ Việt Nam Hòa là chế độ cộng sản. Một vị tướng, tôi nói không cần vị tướng cao nha, tôi chỉ nói rằng là một cái ông quận trưởng thôi, hay là một thằng chi phu trưởng ở cái thời Việt Nam Cộng Hòa và cái thời Nguyễn Đội bây giờ đi. Ngày xưa mà cái thằng quận trưởng bắt 4 người nghĩa quân hay là 6 người nghĩa quân về phải phục vụ cho gia đình nó, phải làm ô sinh cho gia đình nó, phải chở con nó đi học, phải chở vợ nó đi chợ, phải làm. Một ông, cái ông huyện đội bây giờ có dám làm những cái chuyện đó hay không? Một ông cán bộ chủ tịch có dám, huyện có dám làm cái điều đó hay không? Tất cả đều không hết. Vậy thì tôi hỏi nên giữa hai cái vấn đề đó, cái chế độ nào nó phi nhân bản và cái chế độ nào có nhân bản? Đấy. Tôi nói là một thằng chỉ là chi trưởng cảnh sát thôi, là nó đã đem hai cái thằng ô sinh về rồi, là một thằng tiểu khu trưởng thôi. Đấy. Và làm giàu. Bây giờ tôi nói cách làm giàu nè, bóc lột ở cái chỗ này thế này nè, tôi hỏi anh Hàng Phương Chức Vũ ở đâu có mà người lính khi mà bắt đầu họ mà hàng tháng á, là phải mượn tiền của bọn nó đưa ra cho dây hết rồi xong trả nó thu gom lại Hàng Phương Chức Vũ hết. Vậy thì nó người ta hay không, nó bóc lột người ta hay không? Rồi đi phá rừng á, cái đám tỉnh trưởng á, nó cấp giấy phép khai thác cho những nhà thầu tư nhân vô đó. Vậy thì cái bọn nó có phải là tham nhũng hay không? Phá rừng ngày xưa phá rừng như thế nào? Còn cái vấn đề mà ảnh hưởng thì tại sao thằng Mỹ nó là rút lui ra ở cái chỗ mà bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, mà khi mà Việt Nam mà xảy ra những cái gì thiên tai thì nó bảo là tại Việt Nam. Đây là tại sao người ta, thế giới người ta phải đặt vấn đề là tất cả là chung của trên cộng đồng thôi ở thế giới. Tại vì chính những các nước tư bản nó càng phát triển như nào thì nó càng làm hư hại cái môi trường chừng này. Nhưng mà cái bọn này nó chỉ hướng về đất nước Việt Nam để nó trỏ mỏ đất nước Việt Nam và nó vu cáo để bắt đền lịch sử. Tại vì người Mỹ đã làm cho tụi nó trở thành kẻ lưu vong. Cho nên khi mà nói đến thua trận thì nó tại người Mỹ họ bỏ chúng tôi. Tại sao người ta bỏ chúng mày? Cho nên tụi nó muốn ăn vạ mì tôm để mà cào mặt để mà bắt đền lịch sử.